nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, xem nhiều kênh giá rẻ nhé. Dạ, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào đến bà con nha. Trần Anh tiếp tục về hơi mẫu Mazda nè, Mazda 323 nha, một dòng xe thương hiệu của Nhật. Em này sản xuất năm 2000 nha cô chú anh chị. Bận cho em nói bộ áo màu xanh, chủ nhà kết hợp đã lên cho em nói bộ tem. Nhìn cái xe sạch sẽ lắm, bên em đưa qua công nghệ, bên em xử lý và dọn dẹp rồi. Và đồng thời Trần Anh cũng vừa mới đăng kiểm tháng 4 năm 2022. Dòng này đi sướng hơn Nuvira rất là nhiều lần nha cô chú anh chị nha. Đó, tuy rằng em nói tiền thôi mà thương hiệu của Nhật Bản đó cô chú anh chị. 56N6393, xe một chủ từ đầu luôn, gốc Sài Gòn nha. Đó, chuẩn chưa, logo mặt trước của Mazda nè, cản trước chủ nhà đã dán carbon hết toàn diện nè. Đây cô chú anh chị, mâm nè, ốp chụp mâm nè, vỏ nè còn tương đối là khá mới. Bốn ở vỏ hầu như còn được 75%. Đây là phần nội thất nè, tắp bi cửa sạch sẽ nè, được cái liền lạc, không có dấu hiệu là đâm vai và móp méo chiếc xe đâu. Nó xe cỏ mà cô chú anh chị mua về sướng hơn Nuvira nhiều nhỉ, chạy đã lắm. Đây nè, nè số nè, số là số rin, là tắp lô, tắp bi liền lẹt sạch sẽ nha cô chú anh chị nha. Trang bị đầu nghe nhạc đầy đủ rồi, lóc khóa mở cửa tự động từ xa luôn, đèn còi trợ lực nhẹ tưng, máy lạnh mở phát lạnh ngắt, đèn nè, nó đầy đủ cái tính năng chưa. Không, bà con lấy về chạy sướng, đây có cảm biến dê phía sau chủ nhà người ta lên, là trợ lực nhẹ tưng luôn, ghế ở trong sạch sẽ nha, ok chưa. Em quay hơi tối tí xíu. Là nội thất ở trong nè, ghế ở trong sạch sẽ nè, không có dấu hiệu rách rưới nè. Bên Trần Anh đã dọn hết rồi nha. Trần nè, nguyên bản của em là Trần Nỉ nha. Phần tắp bi cửa nè cô chú anh chị, hầu như là bốn cánh chính điện. Để kiểm tra mấy cái cánh này nè, anh chị là có bị cái nút á, đây nè, nút kính nè. Mới dọn xong, đèn đóm tích hợp đầy đủ rồi, cục máy em ru, chuẩn chưa. Hai cục đèn bầu phía sau nguyên bản hết nè. Đây nè, đó, sắc nét cực kỳ. Cục máy này cỏ cỏ thôi mà Trần Anh bao cho cô chú anh chị chạy hồ số, chạy cả năm. Sau chủ nhà lên loa súp, là loa súp treo nè. Đây anh chị là vỏ đồ xe cua đầy đủ cái tính năng, gầm bề là không có dấu hiệu là mục mọt nha. Đó, chất không? Chắc không, quá chất. Đi đôi với nó bộ tem cực kỳ là dễ thương, máy êm lắm anh chị. Không, xe cọ mà đứng gần nổ máy không nghe tiếng động luôn, là cô chú anh chị từ cảm nhận rồi nè, cục máy nổ ra nổ thôi rồi luôn. Dạ, đây nè anh chị, cục máy không, máy nổ khá là êm, xe không có dấu hiệu độ hơi. Con này có 1.6 à, xoay cam cò đang bơm nè, 1.6 cục máy rin nha cô chú anh chị nha. Đây cô chú anh chị đời 2000 thôi nhưng cùi cùi vẫn chạy ngon lắm. 1 2 3 4 máy xài toàn bộ qua Lenco, đây là ổ GFI, xài toàn bộ qua bếp full hết toàn diện nha cô chú anh chị nha. Hai bên trụ đẹp như nhau, không có dấu hiệu đâm pha, test thuần máy cho bà con cùng trải nghiệm nè. Lên ga quá tắt máy luôn rồi. Để lại. Đó. Lắc nhẹ vô khóa nổ máy rồi. Này nãy giờ anh dồi ga á, em dồi ga nhiều quá rồi tắt máy. Nè. Máy bên giờ anh dọn dẹp, làm đẹp hết toàn bộ, dàn trước là không có đâm pha nha. Đi đô đèn, đèn rin nè, hai bên lường đẹp như nhau, hồi bạn chỉ dẫn con trì, hai bên trụ đẹp như nhau. Trang bị cho em nó là bình, bình nước nha. Nè, nó sạch sẽ chưa? Sao anh? Rồi anh đợi chút xíu đi. Nè, sạch sẽ chưa? Cục máy khá là ok, kiểu tượng ốp chụp nguyên bản của dòng Mazda, êm lắm.
đó bà con mua về mẫu về chạy bền nha, máy số Trường Anh bảo anh vô chú chị nửa năm anh chị thấy liều không, xe đẹp mà đó, chị thấy nhìn liền lẹt không đó, liền lẹt cực kỳ sạch sẽ lắm. Gầm bề em quay không có điện ơi, tối gầm bề là không mục nha cô chú chị nha, là gầm mất đen nè, em quay nó hơi tối cô chú chị thông cảm, quay bằng điện thoại nói chung gầm không mục đâu. Cho anh kiểm tra rồi nha. Đó bà con đam mê về dòng Mazda 323 thương hiệu của Nhật Bản thì alo cho em. Giá nó chỉ bằng con Nubira thôi, nhanh tay gọi còn kịp. Giá trên mạng người ta bán tầm chín mấy cả trăm á. Họ đăng kiểm mới tin rồi, vừa mới đăng kiểm xong tức thì. Xe chuẩn nha cô chú anh chị nha. Thôi một lần nữa cho anh xin kết thúc channel tại nơi này thôi. I'm see you and goodbye.